Tại các trung tâm mua sắm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, những ngày qua, lượng khách đến mua máy điều hòa nhiệt độ, quạt hơi nước, quạt gió tăng cao. So với trước Tết, lượng khách mua sắm các sản phẩm làm mát tăng từ 60 đến 70%. Hiện tại thì mùa nóng này thì bên Nguyễn Kim có rất nhiều chính sách cho người tiêu dùng, rất nhiều chính sách. Thời tiết nóng lúc này. Rồi đến đây là cũng là các nhân viên rồi thẩm vấn, tư vấn cho để rồi mua gì dùng sinh hoạt trong gia đình. Giá cả rất hợp lý, vừa mình mua mà đảm bảo chất lượng hàng. Tại một số siêu thị điện máy, cửa hàng điện máy khác trên địa bàn tỉnh cũng đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi đối với các sản phẩm làm mát như giảm giá trực tiếp, giảm phí lắp đặt, ưu đãi phí vệ sinh máy lạnh, chương trình trả góp ưu đãi khi mua hàng online để thu hút khách hàng.